Chào các bạn, chắc hẳn là rất nhiều bạn hiện tại đang sử dụng kết nối Wi-Fi và gặp một trong những cái trường hợp như sau. Ví dụ như là bạn nào đang ở nhà chung cư chẳng hạn, thì cái bộ phát Wi-Fi đặt ở phòng khách và chúng ta chỉ cần di chuyển vào trong phòng ngủ thôi, thì cái tín hiệu Wi-Fi đã giảm đi rất là nhiều và thậm chí là không thể truy cập Internet được. Hoặc là thêm một cái trường hợp nữa, đấy là việc mà chúng ta ở nhà mặt đất, nhà cao tầng ấy, thì khi bộ phát Wi-Fi đặt ở dưới tầng 1 và chúng ta lên tầng 2, tầng 3 không bắt được hoặc là bắt rất là yếu. Còn thêm một trường hợp nữa, đấy là việc mà chúng ta bắt sóng Wi-Fi nhờ nhà hàng xóm. Và đương nhiên rồi, thì với một cái khoảng cách nhất định ấy, thì ở nhà chúng ta bắt được hoặc là không bắt được. Nhưng mà nếu có bắt được ấy, thì cái tín hiệu Internet để truy cập ấy cũng rất là yếu. Và như vậy thì các bạn cần phải sử dụng một cái thiết bị kích sóng Wi-Fi. Và trên tay mình thì hiện tại đang có một cái sản phẩm kích sóng Wi-Fi đến từ hãng Xiaomi. Và tên của sản phẩm này là Mi Wi-Fi Repeater Pro. Mi Wi-Fi Repeater Pro là một cái phiên bản mới và được thiết kế 2 anten nhé các bạn nhé. Trước đây thì chúng ta đã biết đến cái phiên bản Mi Wi-Fi Repeater rồi, thì cái đấy nó chỉ có một anten thôi. Và đương nhiên với những cái sản phẩm thu phát sóng Wi-Fi ấy, có 2 anten hay là 4 anten hay nhiều hơn nữa ấy, thì nó sẽ giúp cho các bạn có khả năng thu phát sóng Wi-Fi được tốt hơn, cũng như là ổn định tín hiệu được mạnh hơn. Ok, và bây giờ mình sẽ tiến hành mở hộp nhé các bạn nhé. Thì ở ngoài vỏ hộp thì các bạn thấy đây là một cái sản phẩm màu đen này, rồi logo Mi này, rồi cái chữ Pro đánh dấu rất là kỹ. Đây là một cái sản phẩm Pro. Ở đằng sau thì nó cũng minh họa, nghĩa là đây là một cái tiếp sóng giữa một cái bộ phát chính và thiết bị truy cập Wi-Fi. Đó, ở dưới thì là các cái thông tin, nói chung là không quan trọng lắm. Bây giờ mình sẽ tiến hành mở hộp. Trong hộp của cái sản phẩm này thì cực kỳ đơn giản luôn. Chúng ta sẽ có một cái sách hướng dẫn toàn bằng tiếng Trung. Nếu các bạn biết tiếng Trung thì hãy mở ra đọc, còn không biết thì chắc là phải mò mẫm thôi. Tiếp đến thì chúng ta sẽ có cái bộ tiếp sóng đây rồi. Ngoài ra thì trong hộp không còn gì nữa, trong hộp chỉ duy nhất hai cái đồ đấy thôi. Vâng, cái bộ tiếp sóng Wi-Fi này thì các bạn sẽ thấy là chúng ta sẽ có hai cái anten. Đó, hai cái anten chúng ta sẽ ngóc lên như thế này. Và ở phía giữa chúng ta sẽ có cái logo Mi này. Ở phía dưới một chút thì sẽ có cái đèn trạng thái. Cái đèn trạng thái này thể hiện cho chúng ta biết là có kết nối hoặc không kết nối nhá. Không kết nối thì nó sẽ là màu đèn vàng. Còn nếu như mà đã kết nối xong, có tín hiệu Internet ấy, thì nó sẽ là thể hiện cái đèn xanh dương. Ở phía dưới đây thì các bạn sẽ có cái lỗ chọc reset này. Khi mà chúng ta kết nối không thành công hoặc là chúng ta đổi sang một cái mạng tiếp sóng khác, thì chúng ta cũng cần chọc cái lỗ reset này để tiến hành kết nối lại. Vâng, và ở sản phẩm này thì có một cái thiết kế khá mới. Nghĩa là nếu như các bạn mà để ý trước đây ấy, thì Xiaomi sử dụng các cái chân cắm ấy, đa phần là sử dụng cái loại 3 chân. Cái loại 3 chân này thì nó dành riêng cho thị trường Trung Quốc chứ không phải thị trường Việt Nam chúng ta. Và ở cái phiên bản này thì đã về 2 chân rồi. Và chúng ta không cần cắm qua bất cứ một cái cổng chuyển đổi nào. Có thể cắm trực tiếp vào cổng nguồn điện, lấy điện ra và tiến hành tiếp sóng thôi. Rất là hay. Xiaomi có những cái cải tiến để cho các cái thị trường nước khác sử dụng như thế là phù hợp. Ở phía dưới thì chúng ta sẽ có thêm một số những cái thông tin. Nói chung là nó cũng không quan trọng lắm. Nó chỉ thể hiện duy nhất là đây là một cái sản phẩm có tốc độ lên tới 300 Mbit, rất là mạnh. Vâng, và như vậy thì mình đã giới thiệu xong với các bạn cái sản phẩm Mi Wi-Fi Repeater Pro. Và nếu như các bạn muốn biết về cách thức kết nối ở trên điện thoại Android cũng như là hệ điều hành iOS ấy, thì các bạn xem ở phần dưới mô tả nhé. Mình có cái link hướng dẫn để cho các bạn kết nối cái thiết bị như thế này. Và các bạn có câu hỏi nào liên quan đến sản phẩm thì mời comment ở dưới nhé. Mình sẽ cố gắng trả lời nhanh nhất có thể. Và các bạn thấy video hay hữu ích thì nhớ like, share và ấn nút đăng ký để xem thêm nhiều video hay nữa. Cảm ơn các bạn đã theo dõi clip. Xin chào và hẹn gặp lại.